linh hồn lực mạnh mẽ tuôn ra mà ra, toàn bộ trào vào trong ngọn lửa, khống chế dung hợp dị hỏa. Một đóa, hai đóa, mười ba đóa, mười bốn đóa, đợi đến khi dung hợp đóa thứ mười lăm thì linh hồn lực của tiêu viêm đã tiêu hao hết. Giờ phút này lại không có cách nào dừng lại khôi phục, chỉ có thể khó khăn lắm chèo chống lấy. Mười chín, hai mươi đóa, linh hồn lực của tiêu viêm đã hầu như cạn kiệt, mà hỏa liên còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra. Nếu không phải dựa vào chấp niệm trong lòng thì có lẽ giờ phút này Hỏa Liên đã sớm tán loạn. Dung hợp thêm hai đóa dị hỏa nữa là có thể hình thành phần Thiên Hỏa Liên, thiếu có hai đóa. Chẳng lẽ phải bỏ qua sao? Chẳng lẽ ta đã chống đỡ không nổi rồi sao? Không, không, ta tuyệt không buông bỏ. Ta từ gia mã đế quốc đi ra, thống trị Trung Châu mấy chục năm, trải qua bao nhiêu trắc trở. Bao nhiêu lần trải qua thời khắc sinh tử, ta sở cầu người không có gì hơn trở thành cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục, cuối cùng nhất ta đạt đến. Chiến thắng hồn thiên đế, ta trở thành trên đấu khí đại lục cao cấp nhất nhân vật. Sau đó, ta đi tới nơi này, mục tiêu là vì truy tìm cảnh giới cao nhất. Hiện tại chống lại một gã tứ tinh đấu đế lại lâm vào tình cảnh như vậy, chẳng lẽ ta dĩ vãng làm hết thảy đều là vô ích sao? Ta không cam lòng. Thanh âm hò hét cuồng loạn vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Dung hợp cho ta một tiếng tiếng gầm, tự tiêu viêm trong miệng rít cào ra. Một tiếng thét dài, trong tay thủ ấn một hồi biến ảo, cuối cùng một đóa 23 sắc cự hình hỏa liên rốt cục tại tiêu viêm thét dài phía dưới dung hợp thành công. Mang theo tí ti hủy diệt chi lực, hỏa liên không gian chung quanh đều tại kịch liệt vặn vẹo lên. Thậm chí xuất hiện tí ti thật nhỏ vết nứt không gian. Phải biết rằng, chỉ có ngũ tinh đấu đế đã ngoài mới có thể lại để cho không gian sinh ra một chút vỡ tan đối diện hắc thành trông thấy cái này khổng lồ hỏa liên một tấm mặt mo này có chút rút xúc lấy thì thào lẩm bẩm cái này hỏa liên đấu kỹ đều đuổi bên trên một ít ngũ tinh đấu đế công kích hắn bất quá nhất tinh hậu kỳ đấu đế làm sao có thể dùng ra kinh khủng như vậy đấu kỹ đi phần thiên hỏa liên mang theo tí ti vỡ tan không gian công kích đánh úp về phía hắc thành ngạnh đế quát lạnh một tiếng chi tiếng vang lên trong tay ấn ký một hồi biến ảo lập tức hắc thành thân thể mặt ngoài nhanh chóng chụp lên một tầng quỷ dị di động áo giáp. Cái này áo giáp là do vô số linh khí thêm chi dùng long khí ngưng hóa mà đến, thi triển, đế chi cứng đờ, về sau, hắc thành cảm thấy bằng vào cái này áo giáp có lẽ còn chưa đủ để dùng loại kém tiêu viêm kinh khủng kia công kích. Lập tức, quát lạnh một tiếng lại lần nữa vang lên thiên minh ngự long thủ. Thanh âm rơi xuống, một cái cự đại tay trảo tại trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chợt, hướng phía về phía hỏa liên hung hăng niết đi, như muốn tạo thành hư vô. Bất quá cái kia khổng lồ tay trảo còn không có có nắm hỏa liên lúc, một tiếng nhẹ giọng truyền đến. Bạo. Phanh. Chật, một hồi so với vừa rồi thi triển diệt thế hỏa liên chỗ sinh ra phong bạo cường đại gấp mấy trăm lần hỏa diễm phong bạo tính cả một luồng sóng hung mảnh sóng xung kích mang tất cả ra. Rồng ngâm thanh âm tại hỏa diễm phong bạo bên trong vang lên. Không lâu, một đầu chừng ngàn trượng lớn lên đại long theo trong ngọn lửa lao ra. Cực lớn long nhãn, hiện ra vô cùng oán độc, cắt cao chầm chầm vào xa xa hư không phía trên tiêu viêm. Cái này đầu chừng ngàn trượng lớn lên cự long dĩ nhiên là là hắc thành bản thể, chỉ bất quá bây giờ lại không giống mới như vậy nhẹ nhõm, thích ý mặc dù có đế chi cứng đờ phòng hộ. Nhưng là, phần thiên hỏa liên thiêu tận thế gian vạn vật bá đạo, cũng là xuyên thấu qua đế chi cứng đờ phòng hộ, cháy hắc thành lúc này hắc thành cũng là hiển thị rõ chật vật chi sắc. Thân ở trên đều bị ngọn lửa cháy, khắp nơi đều là hắc một khối, hạt một khối. Tứ tinh đấu đế tựu là khủng bố. Cái này do 23 chủng dị hỏa hình thành phần thiên hỏa liên, đối phó hắn, cũng chỉ là lại để cho hắn bị thương, lưu lại một chút máu tươi mà thôi. Nếu đổi thành tiêu ứng, một kích này tuyệt đối có thể cho hắn tan thành mây khói. Tiêu viêm lúc này có thể nói là suy yếu tới cực điểm, phóng thích khủng bố như thế công kích, hoàn toàn là dựa vào hắn cuối cùng cái kia phần chấp niệm cường chống tới, có thể nói, hiện tại tiêu viêm đã đến nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên vừa mới ăn vào khôi phục đấu khí, linh hồn lực đang dược, nhưng là trong đầu không ngừng truyền đến suy yếu cảm giác nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Tiểu tạp chủng Bổn đế muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hắc thành khổng lồ màu nâu thân hình bàn cư ở trên hư không phía trên. Một cổ mênh mông long uy tràn ngập ra đến phản phất liền cái này phiến thiên địa tại lúc này đều bị rung rẩy ra. Quán độc tiếng gầm, như là sấm sét giống như, ầm ầm ở cái này phiến hư không phía trên vang vọng. Sau đó rất xa khuếch tán ra. Trong thấy vẻ này mênh mông long uy, cũng có thể thấy được hắc thành sức chiến đấu cũng không có tổn thất bao nhiêu. Ít nhất còn dư hạ tầng 7 đã ngoài sức chiến đấu. Nghĩ vậy hết thảy, tiêu viêm da mặt đều là nhịn không được, có chút rút súc lấy. Cuộc chiến này còn thế nào đánh à? tiêu viêm hư không một điểm thân hình mãnh liệt giải tán lúc sau lui hiện tại hắc thành đã nổi giận lúc này nếu là đi lên cùng hắn giao lời mà nói xác định vững chắc sẽ giữ nhiều lành ít oanh tiêu viêm thân hình nhanh lùi lại hắc thành là được mở ra giữ tận cự miệng chợt một đạo đủ có mấy trăm trượng cột sáng bắt đầu từ hắn trong miệng trong xì ra trong đó ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng cho dù là đỉnh phong thời kỳ tiêu viêm cũng chưa chắc tiếp ở huống chi lúc này suy yếu hắn đâu này nếu là bị cái này tựa là hủy diệt cục sáng đánh trúng lời mà nói, vậy hắn Tiêu Viêm hôm nay tránh không được vẫn lạc vận mệnh. Tiêu Viêm thân hình cấp tốc lui về phía sau, rốt cục khó khăn lắm đem cái này bó tựa là hủy diệt cục sáng né qua. Hắc Thành há miệng, chợt ba đạo trùng tia sáng lại lần nữa theo trong miệng xì ra. Khó khăn lắm né qua một đạo trùng tia sáng Tiêu Viêm, trông thấy lại là tam thúc quang mang hướng hắn phóng tới. Hơn nữa đánh úp lại trên đường hoàn toàn phong tỏa tiêu viêm sở hữu tất cả đường lui. Má nó, liều mạng. Kim cương lưu ly thân, viêm đế thân, tịch diệt hỏa thể khởi. Viêm hoàng lục giác không linh thuẫn. Hợp. Ngự. Đối mặt đánh úp lại ba đạo trùng tia sáng, tiêu viêm một cổ món ốc đem tự mình biết phòng ngự đấu kỹ toàn bộ thi triển ra. Rầm 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 phanh. Liên tục ba đạo trùng tia sáng công kích đều tận đã rơi vào tiêu viêm trên thân thể một bún máu mũi tên nhịn không được xì ra. Thân thể tiêu viêm thì là bị đánh bay hơn trăm dặm. Trông thấy tiêu viêm bị trùng tia sáng đánh trúng, cũng không vẫn lạc. Cái kia hắc thành càng là giận không kèm được. Ta muốn giết ngươi. Điên cuồng tiếng gầm vang vọng tại hư không phía trên. Hắn đường đường một gã tứ tinh đấu đế trước để đối phó tiêu viêm, không chỉ có chưa có tới được cực cứu tiêu ứng. Sau đó nhanh chóng giải quyết hắn dân tộc hồi nội báo cáo kết quả công tác, ngược lại chính mình lại chật vật như thế. Vấn đề này nếu truyền lại trong tộc thì mình còn mặt mũi nào chứ? Muốn giết ta, ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Lại lần nữa cưỡng ép hiếp đè xuống trong đầu truyền đến trận trận mê muội, suy yếu cảm giác. Lập tức một tay lao khóe miệng vết máu. Hai tay vung lên, đấu khí lại lần nữa tuôn ra. Màu đen con ngươi tại lúc này nhưng lại đã tuôn ra mấy bôi điên cùng chi sắc, cái này hắc thành, là triệt triệt để để đưa hắn tiêu viêm lên tuyệt kính. Theo hai tay không ngừng huy động, trong đôi mắt điên cuồng chi sắc lại lần nữa ngưng thực thêm vài phần. Hai tay không ngừng nhanh chóng biến ảo lấy lần lượt huyền ảo thủ ấn. Cuối cùng nhất những này năng lượng thủ ấn đều nổi tiêu viêm trên bàn tay. Đợi đến lúc tiêu viêm làm xong đây hết thảy, cái kia vốn là tự sắc mặt tái nhợt lại lần nữa trắng bạch vài phần. Dị hỏa hiện. Tiểu y đi ra, giúp ta lại lần nữa ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Một tiếng tiếng gầm vang lên, nhưng lại tiêu viêm đem tiểu y theo trong cơ thể gọi về đi ra. Y oa y oa. Y oa. Giờ phút này tiểu y, thịt ụt ụt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại lộ ra một vòng mỏi mệt chi sắc, lộ ra đặc biệt tan thương. Tiểu y đã nghe được tiêu viêm mà nói về sau, cũng là không để ý mỏi mệt, lại lần nữa chậm rãi dơ lên thịt cục cục bàn tay nhỏ bé, chậm rãi vung vẫy mà bắt đầu, khống chế được dị hỏa. Dung hợp cho ta. Một tiếng thấp quát chi tiếng vang lên. Chợt, phiêu phù ở tiêu viêm chung quanh dị hỏa cũng là chậm rãi dung hợp mà bắt đầu. Dị hỏa vừa mới tương dung, tiêu viêm trong ốc mê muội suy yếu cảm giác càng tăng lên. Nhưng là tiêu viêm hay, vẫn là cắn chặt trụ hàm răng, một nguồn máu tươi phun tại hỏa diễm phía trên, lập tức quỷ dị dung đi vào. Mà giờ khắc này, hỏa diễm cũng bốc lên càng thêm tràn đầy, liền lẫn nhau dung hợp tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Nhưng là theo cái này một nguồn máu tươi phun ra, tiêu viêm sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được sáng ngời, mà bắt đầu. Tự hồ tùy thời đều có ngã xuống đất ngất khả năng. Tiêu viêm cực lực khống chế được thân thể của mình, không cho nó qua lại lắc lư. Thúc giục lấy chính mình trong đầu cái kia tơ, tí ti, cuối cùng lưu lại linh hồn lực, đầu nhập ngược lại trong loại dị hỏa đi. Cứ như vậy lung la lung lay dằn co ước chừng một phút đồng hồ, cái kia diệt thế hỏa liên rốt cục ngưng tụ mà ra. Diệt thế hỏa liên. Đi. Ngón tay xa xa chỉ hướng xa xa hắc thành. Cái kia một đóa hoa mỹ mười sắc dị hỏa liên hoa kéo lấy thật dài cái đuôi, bắn về phía hắc thành. Cuối cùng tại hắc thành bên người lại lần nữa nổ tung. Bạo. Bạo cho ta. Bạo bạo bạo. Khủng bố sóng lửa lại lần nữa tứ lướt sóng lửa qua đi, cái kia vốn là có thương tích hắc thành, tại lúc này, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Chết! Hắc thành ngạnh kháng tiêu viêm một cái diệt thế hỏa liên về sau, thân thể cao lớn lóe lên, hóa thành một đạo nhân ảnh. Chợt, một cái tránh gấp, liền là xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Lập tức, một quyền hung hăng oanh ra. Sau đó, trắng trắng chắc chắc quanh tại thứ hai trên người. Phốc 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 một nguồn máu tươi từ trong miệng tiêu viêm trào ra. Tiêu viêm còn không có có trì hoãn tới, lại là một quyền hung hăng oanh tại tiêu viêm trên lưng. Phốc phốc phốc. Một nguồn máu tươi phản phất không cần tiền giống như dốc sức liều mạng tuôn ra, thậm chí liền tiêu viêm cái kia con ngươi sáng ngời cũng là đi một tia ảm đạm. Có thể nói, hiện tại tiêu viêm đã đến nỏ mạnh hết đà, mặt người chém giết tình trạng rồi. Đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng là, hắc thành nắm đấm hay, vẫn là ngăn không được rơi vào tiêu viêm trên lồng ngực. Dựa theo Hắc Thành nghĩ cách, cái kia chính là tiêu viêm một cái nhất tinh đấu đế vậy mà kích thương chính mình, lại để cho mặt của mình sau này hướng chỗ đó cắt. Hắn không nên đem tiêu viêm cứ thế mà nổ nát mới hả giận. Nhớ kỹ, không phải một kích tất sát mà là từng quyền cứ thế nện lên tiêu viêm từ từ cho đến chết. Lại để cho hắn đau tận xương cốt giống như chết đi sống lại. Có thể thấy được, Hắc Thành hận tiêu viêm sâu đến nhường nào từng quyền từng quyền lại một quyền, Tiêu Viêm đã không biết có bao nhiêu nắm đấm đã rơi vào trên người mình. Ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu. Hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây sao? Không không, không, ta không cam lòng. Ta còn không có tìm được Huân Nhi, Thải Lân, ta còn không có có phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên, ta còn không có tìm được ta Tiêu thị nhất tộc tổ tiên. Ta còn đã không có giải trên đấu khí đại lục từng đã là những cái kia. Nhớ kỹ, không phải nhất kích tất sát, mà là từng quyền cứ thế mà muốn đem Tiêu Viêm mài từ từ cho chết. Lại để cho hắn đau tận xương cốt giống như chết đi. Có thể thấy được, cái này hắc thành đôi Tiêu Viêm cừu hận đến cỡ nào sâu. Từng quyền từng quyền lại một quyền, Tiêu Viêm đã không biết có bao nhiêu nắm đấm đã rơi vào trên người mình. Nguồn truyện: truyện vn ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ bắt đầu. Hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể mình sinh cơ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Chẳng lẽ mình hôm nay đem sẽ vẫn lạc ở chỗ này sao? Không không, không, ta không cam lòng. Ta còn không có tìm được huân nhi, thải lân, ta còn không có có phục sinh tiêu huyền tổ tiên, ta còn không có tìm được ta tiêu thị nhất tộc tổ tiên, ta còn đã không có giải trên đấu khí đại lục từng đã là những cái, kia cường giả phải hay là không đến nơi này. Ta càng không có thực hiện đạp vào đỉnh phong nguyện vọng, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Một cổ so với bất luận cái gì thời điểm đều hiếu thắng muốn sống dục niệm theo tiêu viêm đáy lòng tuôn ra. Còn có, khục khục. Khóe miệng lại lần nữa chảy ra một chút máu tươi. Còn có Tiêu Tiêu, nàng vẫn chờ ta đi đón nàng đâu này. Còn có tiểu y tiên, đại ca nhị ca, lão sư, thiên hỏa tôn người, nội viện những người kia, bọn hắn đều vẫn chờ ta, ta không thể chết được một tiếng cuồng loạn dưới đáy lòng vang lên. Chợt, một tiếng bao hàm lấy tiêu viêm mãnh liệt muốn sống dục vọng thét dài chi tiếng vang lên. Hắn thanh âm vang triệt, đủ để khuếch tán vạn dặm. Nương theo lấy một tiếng này thét dài, tiêu viêm cái kia vốn là u ám không sáng con ngươi, tại lúc này, cũng là biến sáng ngời rất nhiều. Nơi lồng ngực trái tim, tại đây âm thanh thét dài về sau, cũng là đột nhiên rất nhanh nhảy lên. Cái kia giấu ở hắn trái tim ở trong kỳ dị huyết mạch, lặng yên chảy xuôi mà ra, sau đó, nhanh chóng hợp thành vào khác rất nhiều trong mạch máu. Phanh! 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 Nhịp tim tiêu viêm đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Kỳ dị huyết mạch chảy vào trong tim, sát nhập vào trong các mạch máu khiến tiêu viêm cảm giác được lực lượng nguyên bản đã mất đi của mình lại một lần nữa khôi phục dần. Mà tốc độ khôi phục vô cùng nhanh, mới một chút đã khôi phục được hơn phân nữa. Đây là huyết mạch dung hợp trong cơ thể hắn bị che giấu đây chính là huyết mạch của tổ tiên tiêu huyền mà tiêu viêm được truyền thừa cùng với huyết mạch của thái cổ hư long nhất tộc hai dòng huyết mạch dung hợp tạo thành huyết mạch kỳ dị lúc trước thời điểm tiêu viêm đối chiến với ba bị long vương thì loại huyết mạch kỳ dị này đã từng xuất hiện qua bất quá lần đó không mãnh liệt bằng lần này nhịp tim đập thình thịch nhanh chóng khiến cho thực lực của tiêu viêm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hơn nữa khí tức còn đang dần tăng trưởng trong nháy mắt đạt đến nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế lúc này khí thức vẫn chưa có yếu bớt đi mà còn nhảy nhót lung tung trong cơ thể tiêu viêm khiến cho tiêu viêm cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể lúc mới bắt đầu thì chỉ có một chút năng lượng nhưng càng lúc càng nhiều cho đến hiện tại thì năng lượng cơ hồ ngưng tụ lại tạo thành một cái kén bao bọc tiêu viêm ở trong thậm chí ở xung quanh cái kén năng lượng còn vô cùng nồng đậm nếu lúc này có một gã đấu thánh cường giả hít một chút thôi thì đấu khí trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng không ít. Điều đó đủ để thấy được thiên địa năng lượng ở nơi này nồng đậm đến tình trạng nào. Hắc Thành đứng ở đằng xa chuẩn bị công kích trông thấy một màn này không khỏi ngẩn người, cẩn thận suy đoán nguyên do. Ngay lập tức, hắn hung hăng hét, mẹ nó, bị ta đánh thành bộ dáng như vậy còn không có chết mà lại muốn tấn cấp nhị tinh đấu đế sao? Con mẹ nó, chẳng lẽ tấn cấp đấu đế đều dựa vào sinh tử chiến sao? Hắc Thành nở nụ cười vô cùng sáng lạng, nhưng nụ cười này lại lộ ra nét gì đó vô cùng yêu dị. Ha ha, tấn cấp sao? Nếu như hiện tại ta dở thủ đoạn tấn công ngươi mà nói thì chuyện này sẽ thú vị lắm đây. Ha ha! Năng lượng bên ngoài cái kén lúc mạnh lúc yếu, tựa như nhịp con tim thình thịch liên hồi, cực kỳ có tiết tấu. Mỗi một lần chuyển đổi đều có một lượng lớn năng lượng thiên địa bị hút vào trong kén. Đột nhiên, một đạo trưởng ấn hướng về phía cái kén đánh ra. Nếu một trưởng này của Hắc Thành phá vỡ năng lượng tấn cấp của tiêu viêm mà nói thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với tiêu viêm, nhẹ thì gặp phải cắn trả, tu vi đấu khí không thể tăng lên được nữa, nặng thì chết. Đang lúc hấp thu năng lượng thiên địa để tấn cấp, một trưởng đánh về phía đỉnh đầu tiêu viêm của Hắc Thành bất ngờ bị một cổ năng lượng mờ ảo cản trở. Lúc trưởng phong cách thân thể tiêu viêm chưa đầy ba thước thì bị một cổ lực lượng chống lại, ngạnh kháng khiến trưởng phong dừng lại. Mà ngay lúc đó, hắc thành thân là tứ tinh đấu đế vậy mà lại chẳng có bất kỳ cảm ứng gì đối với tiêu viêm. Chính bản thân hắn cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện nufun.vn, www vn Không xong. Hẳn là gặp phải cao thủ rồi, thực lực chắc chắn mạnh hơn ta nhiều. Mang theo ý nghĩ này trong đấu, trên trán hắc thành mồ hôi không ngừng chảy xuống, nội tâm nổi sóng không thôi, linh hồn lực từ trong mi tâm hắn tuôn ra xung quanh dò xét. Hắc thành thân là nhị trưởng lão ngoại chi thiên giao nhất tộc, có thể nói là một nhân vật nổi tiếng. Nhớ ngày đó, hắn chỉ tốn hơn vạn năm liền đạt được tu vi như hiện tại, mà mục tiêu của hắn chính là trở thành trưởng lão trực hệ. Hiện tại lại có một tên cường giả tu vi đấu khí cao hơn hắn nhiều lần tìm phục bên cạnh, chú ý mọi hành động của hắn khiến cho hắn với tu vi tứ tinh đấu đế lại không có cách nào phát hiện ra vị cường giả thần bí đó. Điều này không khỏi khiến nội tâm hắn lo sợ. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọc đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, hắc thành chậm rãi hướng trong hư không hỏi, các hạ là ai? Vì cứ gì không đi ra gặp mặt. Hắc thành dứt lời, đưa mặt nhìn xung quanh một lần nhưng vẫn như cũ không có phát hiện bóng người nào. Thậm chí, ngay cả đấu khí chấn động cũng không có gì bất thường nhưng lại nghe giọng nói của người nọ truyền tới ha ha ngươi không có tư cách nhìn thấy ta hôm nay mạng của tiểu tử này do ta quản ngươi hãy nhanh chóng rời đi giọng nói vừa chấm dứt toàn bộ minh u cốc một lần nữa chìm trong yên tĩnh không hẳn là nói mọi vật đều yên tĩnh ngoại trừ những tiếng thình thịch từ cái kén mà tiêu viêm đang tấn cấp ước chừng qua một chung trà người nọ không nói gì nữa khiến hắc thành không biết người nọ đã rời đi hay chưa nhưng trong thời gian một chung trà đó, Hắc Thành lại lâm vào suy tư trầm trọng. Nửa canh giờ nửa qua đi, người nọ cũng không phát ra một chút động tĩnh nào nữa. Hắc Thành nhanh chóng biến trảo thành quyền, đấu khí áp súc vào nắm tay nhưng chưa kịp làm gì thì một lần nữa lại bị thần bí nhân cầm cố đến không thể nhúc nhích nổi. Khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, Hắc Thành dở giọng có chút khàn khàn, các hạ là ai? Sao không để ta gặp mặt? với tu vi của các hạ thì hẳn là cũng là cường giả một phương. Thế mà hiện tại lại không dám hiện thân trước mặt ta, ngược lại còn không ngừng treo cợt ta, chẳng lẽ không sợ bị coi là ý lớn hiếp nhỏ sao? Hắc Thành dứt lời nhưng trong minh u cốc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thật lâu sau, trong hư không mới truyền đến giọng nói cười khiến cho người ta không thể phân biệt được xuất phát từ phương hướng nào, ha ha, Hắc Thành tiểu tử, ngươi đừng để cho ta mất kiên nhẫn. Ta đã nói rồi, hôm nay, mạng của tiểu tử này do ta quản các hạ thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta nếu như tiền bối trong tộc của ta đến đây các hạ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ đâu đấy hắc thành một lần nữa nói giọng nói đầy uy hiếp ngươi đang uy hiếp ta hả giọng nói từ trong hư không truyền đến thật to vào trong tay hắc thành không để cho ai phân biệt được phương hướng của hắn Thanh âm lần này so với trước ít đi một phần cười mỉa nhưng lại thêm một phần cười lạnh cảnh cáo. Chuyện này không tính là uy hiếp, coi như là lời khuyên hay cảnh báo đi. Từ xưa đến nay không có ai đối nghịch với viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta mà còn sống đâu đấy. Nếu các hạ hôm nay đến đây để cứu tên nhị tinh đấu đế này thì sau này sẽ gặp phải vô cùng vô tận viễn cổ thiên giao nhất tộc đuổi giết đấy. Chẳng lẽ các hạ muốn tình huống như vậy xảy ra sao? Hơn nữa, cho dù các hạ thực lực mạnh mẽ không sợ viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta đuổi giết nhưng chúng ta sẽ nhiễu loạn các hạ, không để cho các hạ có thể an tâm tu luyện được. Chỉ vì cứu một tên nhị tinh đấu đế mà phải trả giá như vậy có đáng không? Với tài trí thông tuyệt của các hạ, hẳn cũng không khó định. Ha ha, sao ngươi biết được là ta không quen hắn? Giọng nói thần bí kia lần nữa xuất hiện. Có hai nguyên nhân. Một, với tu vi đấu khí như các hạ, nếu quen biết hắn thì đã không tiếc hết thảy mà đắc tội với viễn cổ thiên giao nhất tộc chúng ta rồi, với cả phương pháp để tấn cấp nhị tinh đấu đế sao hắn cũng không biết. Thứ hai là nếu hắn là bằng hữu của các hạ thì đã sớm hướng các hạ cầu cứu chứ sao còn dừng ở lại đây cùng ta liều mạng. Chỉ với hai điểm này, ta dám chắc các hạ không quen biết hắn. Ha ha, không thể không nói suy nghĩ của ngươi rất chính xác. Ta với hắn bất quá chỉ mới gặp qua hai lần mà thôi. Ngươi cứ tiếp tục, ta muốn xem xem tiểu tử ngươi còn có thể nói thêm cái gì. Hắc thành chấp tay hướng về phía không trung, nói, vãn bối cả gan phỏng đoán, tiền bối hôm nay xuất thủ cứu hắn mục đích chính là vì hỏa linh trong cơ thể hắn. Chuyện này, tiền bối cứ việc lấy đi hỏa linh trong cơ thể hắn, còn thân thể hắn xin hãy giao cho ta để ta mang về trong tộc dùng tộc pháp xử trí hắn, cho hắn biết hậu quả của việc dám nắc tội với hoàng tộc thiên giao nhất tộc. Chỉ có như thế, tiền bối mới không bị viễn cổ thiên giao nhất tộc bọn ta đuổi giết mà còn là khách nhân của chúng ta. So sánh lợi hại trong đó thì tiền bối tại sao không thử chứ? Hắc thành một hơi đem các mối liên quan lợi hại trong đó nói ra, nếu như đối phương vẫn cố tình đưa kẻ này đi thì mình cũng chỉ đành phải thỉnh cầu các lão quái vật trong tộc xuất thủ mà thôi. Ha ha, ngươi bất quá chỉ là một gã tứ tinh đấu đế, có lẽ là ngoại tộc trưởng lão nhỉ? Ha ha, một tên ngoại tộc trưởng lão có thể đại diện cho cả viễn cổ thiên giao nhất tộc sao? Ha ha, ngươi có thể làm chủ sao? Hơn nữa, ta không có hứng thú với hỏa linh. Ta cũng không quan tâm tới hắn. Hôm nay, ngươi bằng vào một tên ngoại tộc trưởng lão lại dám quát lui lâm mổ sao? Nếu đúng thật là hạch tâm trưởng lão thì ta sẽ rời đi, nhưng dựa vào ngươi, một tên tứ tinh đấu đế thì còn không có tư cách đó. Hắc Thành nghe được thanh âm kia một câu nói toạc ra thân phận của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm càng đậm. Tu vi của mình tuy nói đã đạt đến tứ tinh đấu đế, so với một số hạch tâm trưởng lão cũng không kịp nhiều lại để cho, nhưng hắn hôm nay địa vị cũng chỉ là thiên long nhất tộc bên ngoài nhị trưởng lão. Cái này nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì trong cơ thể hắn huyết mạch nồng độ không tinh khiết. Đây cũng là hắc cố tình trong một mực đau nhất, huyết mạch của mình hy mỏng, không có hoàng tộc huyết mạch như vậy thuần khiết, thế cho nên thực lực của mình đạt đến tiến vào vòng trong trưởng lão yêu cầu nhưng vẫn là một cái bên ngoài trưởng lão ngươi rốt cuộc là người phương nào vì sao biết rõ sự tình thiên long nhất tộc chúng ta đây không phải chuyện ngươi nên hỏi nhanh chóng rời đi nếu như các hạ không nói rõ hắc mổ cho dù không địch lại nhưng cũng muốn cùng các hạ đấu một trận ha ha cùng ta đấu một trận ha ha tiểu tử ngươi không địch nổi ta nếu Hồng Diệu có ở đây, hắn ngược lại là có thể cùng ta đấu một trận. Ngươi, quá yếu, hôm nay ta cho Hồng Diệu chút mặt mũi nên sẽ không so đò với ngươi, nhanh chóng rời đi. Nghe nói như thế, Hắc Thành không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh. Hồng Diệu đại trưởng lão. Đây chính đệ nhất nhân dưới lão Tổ Tông A, thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu đế, cái này thần bí chi nhân vậy mà có thể cùng Hồng Diệu đại trưởng lão chống lại, hẳn là thực lực của người này đã đạt đến cửu tinh đấu đế. Ông trời, ơ, y, cái này người, rốt cuộc là ai à? Chậm rãi nhổ ra trong lòng cái kia khẩu rung động, cho mày, suy tư nửa ngày, cũng không có tại trong trí nhớ tìm được một cái thực lực có thể so với hồng diệu đại trưởng lão thực lực là siêu cấp cao thủ họ lâm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vn http 2 2 truyền phun vn Cái kia tiền bối phải chăng có thể lưu lại tính danh để cho ta trở về được dùng báo cáo kết quả công tác. Hắc Thành lại lần nữa hướng phía xa xa có chút chấp tay, nói. Ngươi chỉ cần nói là lâm mổ ta làm là được. Nghe được người nọ nói như thế, Hắc Thành cũng là khó thở, cưỡng ép hiếp đè xuống trong lòng cái kia một vòng lửa giận, chỉ lên trời bên cạnh lại lần nữa chấp tay, hướng về xa xa cấp tốc lao đi, trong chốc lát, tự biến mất tại xa xa. Đợi cho Hắc Thành rời đi, cái kia tiêu viêm tử kim sắc năng lượng kén không xa chỗ, một cái lão giả áo trắng đột ngột xuất hiện xem hắn bộ dáng thình lình tựu là lúc trước cự tê dòng binh tiểu đội cái vị kia phụ trách đăng ký tin tức lão giả áo trắng lúc trước tại tiêu viêm cảm giác xuống lão giả này bất quá thất tinh đấu tông thực lực nhưng bây giờ lão giả áo trắng một chỗ hiện toàn bộ minh u cốc năng lượng thiên địa đều tại thời khắc này dừng lại rót rồi liền thiên địa tại lập tức đều đã có một tia ảm đạm một lát sau vừa mới khôi phục tự nhiên Nhìn chỗ Tiêu Viêm, lông mày có chút nhíu, kỳ thật hắn sớm liền đi tới cái này Minh U cốc ở trong, vừa rồi Tiêu Viêm tại Hắc Thành thời điểm chiến đấu hắn tựu đã đến, dạ từng một trắng Tiêu Viêm cùng Hắc Thành chiến đấu. Chứng kiến Tiêu Viêm sử dụng Hỏa Linh dung hợp dị hỏa đã thương địch thủ, cũng là có một chút giật mình. Dù sao nhiều loại hỏa diễm tầm đó dung hợp độ khó hệ số vẫn là tương đương cực lớn đấy, nhưng xem Tiêu Viêm bộ dáng bất quá 25-26 tuổi, nhưng có thể Hoàng Mỹ khống hỏa linh đến tình trạng như thế, thật đúng có thể xưng là yêu nghiệt rồi. Cho nên, hắn vừa mới ra tay đem hắn cứu, muốn nhìn một chút hắn sau này đến cùng có thể đi thật xa. Cùng lúc đó, tử kim sắc năng lượng kén sóng mặt đất động càng phát lợi hại. Chuyển đổi màu sắc tại lúc này cũng là dần dần nhanh lên, tự hồ đã đến đột phá giới hạn khẩu. Năng lượng kén kịch liệt rung rung, hắn mặt ngoài sáng rọi cũng là tại phi tốc chuyển hóa lên. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hắc, bạch. Luân chuyển không ngừng, toàn bộ năng lượng kén mặt ngoài lộ ra thập phần rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tiêu viêm giờ phút này, xếp bằng ở địa phương. Hai tay thủ ấn không ngừng biến ảo lấy, đốt quyết tại lúc này, cũng là vận chuyển tới cực hạn. Lần lượt chuyển vận lấy ngoại giới khổng lồ năng lượng thiên địa đến từng cái trong gân mạch dự trữ lấy, gân mạch tại lúc này cũng là có chỗ mở rộng. Thời gian dần trôi qua, trong gân mạch đấu khí đã gần như bảo hòa nhưng là tiêu viêm khí tức vẫn là đang không ngừng chấn động kéo lên lấy nhưng là nhìn không ngừng bay lên khí thế cũng chỉ là viễn siêu nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế đỉnh phong cũng không có đạt tới nhị tinh đấu đế làm sao bây giờ làm sao bây giờ như thế nào mỗi lần đều cảm giác kém một ít chẳng lẽ là ta quá mức nóng lòng hay sao nhưng là ta rõ ràng nhiều lần cảm nhận được tấn cấp cơ hội a nhưng là, ta vì cái gì mỗi lần còn kém một chút như vậy điểm. Tiêu viêm dưới đáy lòng lộ ra thập phần chi sốt ruột, đối với đấu đế tấn chức, nhưng hắn là không có tí xíu kinh nghiệm. Trong thấy tiêu viêm không ngừng chấn động khí tức, lão giả sững sờ chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, như thế nào liền đấu đế tấn cấp phương pháp cũng không biết a, à, không ngừng ở chỗ này mò mẫm thử. Chợt, mới khẽ cười nói, ngươi tiểu tử này, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đụng với ta lâm mổ người rồi, mà thôi mà thôi, hôm nay lão phu liền giúp ngươi giúp một tay a. À. Chợt, bàn bạc đấu khí theo trong tay tuôn ra, ngay sau đó, chậm rãi dán lên tiêu viêm áo ba lỗ, sau lưng. Đột phá bên trong tiêu viêm, đột nhiên cảm thấy một cổ lạ lẫm đấu khí tiến nhập trong thân thể của mình, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trong nội tâm hoảng hốt, cũng không để ý tấn cấp rồi, vội vàng đem đấu khí theo trong thân thể điều tra, do đó tiến đến cách trở vẽ này là lẫm đấu khí xâm nhập. Đừng hoảng hốt. Đây là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến, ta truyền cùng ngươi, chạy nhanh nhìn một chút, sau đó chuyên tâm đột phá. Một đạo mờ mịt thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Chợt, Tiêu Viêm cũng cảm giác được đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của mình, linh hồn chi lực một xem, lập tức đại hỉ, cái này truyền đến tin tức, đúng là đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến. Chứng kiến cái này đấu đế tấn cấp hành công lộ tuyến, Tiêu Viêm trong nội tâm đại hỉ, nhưng là tại hạ một giây nhưng lại hung hăng sững sờ mình bây giờ đang đứng ở đột phá khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, người kia là ai? Vì sao hết lần này tới lần khác tại ta như thế như thế khẩn yếu trước mắt giúp ta? Hắn đến cùng có tính toán gì không? Mặc dù mình đối với trợ giúp người của hắn, trong nội tâm cực độ lo lắng, nhưng là, trong một chuyện tốt tấn cấp cơ hội xuống, chính mình một khi buông tha cho, như vậy cái này cơ hội xuất hiện lần nữa cũng không biết phải chờ tới nơi nào. Má nó, liều mạng.